Đây mình đang đứng ở cái nhà đây này. Cái nhà này là bên trong này là có cái bộ điều khiển đóng mở lắp cống ở dưới này để mà khi khi nước nó lớn lên. Đằng kia là cửa tràn. Đó, khi mà nước nó cửa tràn đấy xả vẫn không kịp thì người ta mở, người ta xả thêm cái cống này nữa để tránh vỡ đập. Mọi người nhớ nhá, đây là Bản Long ở xã Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tại sao gọi là Bản Long? Bởi vì cái thôn này á, cái bản này là chủ yếu là người dân tộc Sán Diều. Xã Minh Quang thì cũng rất là nhiều người dân tộc Sán Diều nữa. Và đây núi rừng. Mọi người nhìn thấy xung quanh. Này ngày bé, lúc mà mình còn bé thì trong này chưa có cái đập này cơ, nó là cái suối nhỏ thôi và cứ đi theo men suối vào mãi trong kia đó, đi vào trong nó chơi. Trong nó có một cái thác, có một cái hố nước như là không đáy luôn. Chúng ta nhảy từ sâu cỡ nào chưa ai cầm que, vừa lặn xuống vừa cầm que xuống mà chọc cái đáy của nó. Đường lên ở bên đó kia người ta cũng làm đường mà để tí xem nó dẫn đi đâu. Bên kia là đang xây một cái cầu nữa. Rồi ở đây thì vô cùng mát mẻ bởi vì xung quanh toàn núi với mấy cây này. Dưới này có một ông anh đang câu cá. Đem theo áo phao các thứ và đây bơi là tha hồ sạch sẽ. Đó, bên đó cũng có người ngồi câu nữa. Đó, mọi người thấy không? Này, người ngồi câu ở khắp nơi trên nó. Dưới này cũng có này. Để tí mình đi vòng sang bên đấy xem cầu được nhiều không, với cả đi có lẽ là cái đường này sẽ dẫn thẳng tới cái cầu kia luôn. Thấy cầu đấy không, cầu đang xây dựng đó. Hy vọng với cơ sở hạ tầng phát triển như này thì đây sẽ thành một khu du lịch sinh thái, nhưng mà cũng khó. Bên cạnh cái hướng này nó là cái trường bắn cấp quốc gia của ông ta, như là tất cả các tỉnh miền Bắc về đây bắn. Nên ví dụ chúng ta mà chơi đang đi du lịch sinh thái ở đây mà bắn thì nó ồn ào lắm, chưa biết là sẽ như nào. Nhưng mà tự dưng xây dựng như này thì mình hy vọng thế thôi. Để xuống xem ông anh cái câu được nhiều cá không nhá. Nãy giờ được mấy cân rồi bác? Thì ra đây, ui, nãy vào đây tôi phải trèo qua cái này, giờ cũng phải trèo ra nữa. Đây cầm điện thoại tay trèo này. Và đập bên này quay. Đấy, mọi người thấy dưới này có mấy con trâu. Đây,
trâu trong bản nhé. Trâu này thì người ở đây thả lên rừng cho ăn cho nên đeo chuông nó. Đây có mấy con dê nữa này. Đó, mọi người thấy không? Đây, nó đang ăn này. Dê nhé. Đeo chuông kêu long to. Đi xuống xem ông anh này câu được nhiều cá. Cá này ăn mi thích to quá ăn lại ngán. Cái này về nấu canh dưa chua ngon đúng không anh? Măng chua miễn chê nó. Cái đấy là cái gì anh nhào với bột mì đấy? Trứng anh ạ. Trứng à? À, nó tành tành. Chứ em tưởng bột mì không mà nó lại nhanh ăn đấy. Ừ. Mấy người bên kia không biết câu được không? Câu được anh ạ, có cái đội nó ở tận Đại Đình ấy xuống. À, à. Câu cơm câu. Gạo luôn. Đi từ sáng không thấy câu được nhiều nhiều. Người toàn nhỏ nhỏ, trôi nhỏ. Câu chuyên nghiệp luôn đấy. Câu ngồi lên ai như mình cũng có trứng. Câu còn quái không hết. Đây có ai câu được cá 5-7 cân chưa anh? Có nhỉ vâng. Hôm xưa có thằng nó câu được con chép hơn 7 cân. Ai à? Xong hôm sau nữa thì trong một câu hôm thứ hai chiều có thằng nó câu được con chấm, nó cũng không cân nhưng mà nó to hơn đùi mình. Thằng đùi mình cũng nặng đấy. Cân chép nó phải là cân, nó đo vào anh bảo cái bề ngang nó 2 găng tay người nhỉ. Sao cái lưỡi của anh nó bé quá hay sao mà thế? Không anh ạ, con cá này chỉ câu lưỡi thôi. Bé tẹo nhỉ. Anh làm 2-3 lưỡi vào. Hôm em lên trên đập Xà Hương thấy cô kia nó cũng làm một chùm ấy. Cũng câu cá này nhưng mà nó to hơn tí này, trên đập Xà Hương. Là một chùm. Đấy thì bởi vì vừa rồi nó không thả cá chim. À. Nó cá thả nhiều cá chim quá nên cá nó ăn hết. Cá chim xuống thì chả cá gì chống được nó đâu. Chép chấm trôi gì mai mốt cũng bị nó giật hết. Câu hết thì mới hết. Nhưng mà trước kia cá trắng thả này nhiều lắm. Trước nhà em có ao ấy, thả cá chim xuống, cá chê còn không sống được mà. Ghê thật. Cái răng nó mà nó ăn tạp. Anh bữa xong không biết làm sao phải đổ cám lợn xuống nhá. Đổ cái cám ăn thẳng ấy. Nghĩa là nó bù lại ấy. Xong đổ xuống phát là nó ăn no căng xong nó vỡ bụng nhá. Chứ không thì không làm kiểu gì mà nó hết được. Thế gì? Câu câu đi bạn. À. Không thấy.
hồ này ai cũng câu thì làm sao mà nó còn được? Ngày thường thường 100 cân. Thế to bé bắt tất thì nó. Tìm chỗ nào đàn to hơn. Đây thả nó mình lên giữ viết ngay mình nó bé tí thì. Sang góc đằng đấy có khi có cá to. Ui xét. Xét đánh trắng trời.